Galaxy và Galaxy Note để ra dòng flagship mới. Tính đến năm 2019, Samsung đã có hai dòng smartphone cao cấp là Galaxy S và Galaxy Note. Tuy nhiên, với sự ra mắt của Galaxy Fold mới đấy, hãng smartphone lớn nhất thế giới đã đưa dòng cao cấp của mình lên con số 3, trong khi các thế hệ đầu của Galaxy S và Galaxy Note có kích thước màn hình khác nhau đáng kể thì ở thế hệ mới ra mắt sự khác biệt này đã không còn nhiều. Galaxy S10 có màn hình 6,1 inch, còn Galaxy Note 10 có màn hình 6,3 inch nên sự khác biệt này gần như không còn đủ lý do để Samsung duy trì đây là hai dòng sản phẩm riêng biệt nữa. Tuy vậy, vẫn còn một tính năng để phân biệt nốt với Galaxy S đó là bút S Pen. Nhưng theo một bằng sáng chế mới được cấp, Samsung đang phát triển một dòng smartphone có thể gặp lại khác, không giống như Galaxy Fold. Thiết bị này tương thích với bút S Pen và sẽ hỗ trợ cử chỉ không chạm, kết hợp cả hai khía cạnh. Lý do không còn nhiều khác biệt giữa dòng Galaxy Note và Galaxy S với smartphone màn hình gập từ bằng sáng chế mới có hỗ trợ bút S Pen cho thấy. Phải chăng Samsung đang muốn hợp nhất Galaxy Fold và Galaxy Note? Nói thêm về smartphone của Samsung từ bằng sáng chế vừa được công bố, nó có thiết kế kiểu vỏ sò so giống với Galaxy Fold. Rõ ràng, Samsung không hướng tới một thiết bị lai like giữa smartphone và tablet, thay vào đó là một concept tương tự chiếc Motorola có màn hình gập. Smartphone của Motorola sẽ ra mắt cuối năm này. Bên cạnh đó, bản lề smartphone gập này của Samsung có thể mở góc đến 270 độ, ngược lại, Galaxy Fold bị giới hạn chỉ 180 độ bằng sáng chế cũng thể hiện một tính năng thú vị của thiết bị là có thể di chuyển các biểu tượng hoặc nội dung từ nửa màn hình này sang nửa màn hình kia mà không cần giữ bút hay ngón tay liên tục trên màn hình khi kéo thả thay vào đó màn hình của thiết bị sẽ được trang bị một lớp đặc biệt có thể cảm nhận đầu bút stylus hoặc ngón tay mà không cần phải chạm trực tiếp do đó người dùng có thể chọn một biểu tượng bằng cách chạm vào nó sau đó có thể di chuyển bút stylus hoặc ngón tay giữa không trung với khoảng cách đủ gần sang nửa kia màn hình ngay cả khi ở trạng thái gập Màn hình của Galaxy Fold hiện tại được làm từ nhựa mềm và có thể dễ dàng chảy xước. Do đó, Samsung phải vượt qua rào cản này trước khi tạo ra một smartphone màn hình gập mới hỗ trợ bút S Pen.